Hôm nay mình sẽ trang trí theo concept là hoa đồng tiền. Bởi vì là mùa dịch, ở nhà nhiều, mình biết là rất nhiều bạn đang lo lắng về thu nhập. Nên là mình sẽ để hoa đồng tiền để là như một lời chúc của mình dành cho các bạn, để các bạn có thể có thu nhập tốt hơn sau mùa dịch này. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology. Và một ngày nữa chúng ta lại đang ở nhà. Và hôm nay sau khi ở nhà quá lâu ấy thì mình rất là thèm đồ ăn ngoài, nói thật với các bạn. Hàng ngày cứ nấu đồ ăn nhà nhiều quá thì chán. Bình thường ấy, khi mà cuộc sống bình thường diễn ra thì chúng ta đi ăn ở ngoài rất là nhiều, ăn tất cả những món đặc sản, xong rồi lại thèm cơm nhà. Đến bây giờ khi mà ở nhà nhiều quá, cơm nhà lại trở thành một cái gì đấy quá đỗi bình thường, nên mình lại thèm những cái món ăn ngoài hàng. Nên là hôm nay mình sẽ quyết định quay mukbang. Và mukbang của mình hôm nay sẽ đặc biệt hơn mọi ngày, đó chính là mukbang bởi những cái nguyên liệu chỉ ngoài hàng mới có. Hôm nay thì mình sẽ làm mukbang một cái nồi lẩu, lẩu nấm nhưng ăn với cả tôm hùm và tôm tích. Bởi vì là cái cơn thèm tôm của mình nó đã quay trở lại sau rất nhiều ngày tránh ăn tôm vì dị ứng. Và bây giờ mọi người hãy cùng nấu lẩu tôm với mình nhé. Đơn giản thôi, nhanh lắm, sau đó thì chúng ta sẽ ăn cùng nhau. Đây là nguyên liệu đầu tiên của mình cho món lẩu ngày hôm nay. Bình thường thì mình hay sử dụng tôm hùm bông của Việt Nam, còn hôm nay thì mình sẽ sử dụng tôm hùm Alaska. Tính ra mua tôm hùm Alaska lại rẻ hơn các bạn ạ. Con này thì mình mua với giá 1 triệu đồng mà được hơn 1 cân thì khá là rẻ. Bình thường mua tôm hùm bông giá sẽ cao hơn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thử ăn con tôm hùm Alaska như nào. Con tôm hùm bông bình thường ấy thì nó không có cái càng, nhưng con tôm hùm Alaska này thì nó có cái càng như càng cua này. Đấy, dành cho bạn nào chưa biết con này. Và chân của nó thì số lượng chân mình không nhớ con kia bao nhiêu chân, nhưng con này chân đếm rất là dễ, có 1 2 3 4 5 6 7 8 chân. 8 chân nhìn rất là rõ ràng này. Và theo yêu cầu của các bạn đó chính là mình sẽ giết con tôm trước khi mình bỏ nó vào luộc. Mình sẽ tìm cái tim của nó, sau đó mình sẽ giết nó. Đây là cái việc mà mình ghét nhất khi mà mình phải làm một con tôm đó. Và khi mà đảm bảo rằng nó đã chết rồi và sẽ không còn đau đớn gì cho nó nữa thì mình sẽ cho nó vào luộc. Sau đó thì mình sẽ cắt hai cái thun buộc cái càng của nó ở đây để đảm bảo rằng nước luộc lên sẽ không có dây chun, sẽ không bị độc hại. A few moments later. Dây chun này chắc dây chun nước ngoài đúng không? Chắc ghê. Và sau đó mình sẽ luộc con tôm này lên. Bởi vì mình nấu lẩu ấy theo phương châm ấy là mình sẽ không phí một cái gì hết, nên là nước tôm luộc mình cũng sẽ giữ để sau này mình hòa vào nước lẩu thì nó có thêm cả vị tôm nữa. Nếu mà các bạn mà có một con gà ta ở nhà mà luộc lên được cái nước luộc gà thì cũng ngon. Tuy nhiên là mình trên tinh thần là tiết kiệm, ăn cái gì thì ăn đúng cái đấy, thì mình sẽ luộc xương gà và sau đó với cả nước tôm. Đây chính là bí quyết để làm nước lẩu của mình. Nhiều bạn thì có thể sử dụng rau củ quả để làm cho nước lẩu nó ngọt hơn. Tuy nhiên theo trường phái xôi thịt của ông Nô thì chắc chắn là mình sẽ phải sử dụng thịt, thịt và thịt. Mình sử dụng nước tôm này, nước gà này, hai cái này trộn vào với nhau thì nó sẽ tạo ra cái vị ngọt thịt tự nhiên. Sau đó thì khi mà mình ăn ấy thì mình sẽ làm cái nước lẩu nấm. Và lẩu của mình thì sẽ có thêm một số gia vị nữa, mình sẽ chỉ cho các bạn ở sau. Và đầu tiên thì mọi người hãy luộc sơ cái xương gà này, bởi xương gà này nó có rất là nhiều mùi khác nhau, nên là mình sẽ luộc để cho nó chín sơ, sau đó mình sẽ bỏ cái nước này đi. Đến tiếp theo thì mình mới hầm cái xương gà này cho nó ra nước ngọt. Và cuối cùng mình trộn hai cái này vào với nhau. Và sau 10 phút luộc ấy thì các bạn có thể thấy rằng là về cơ bản thì nó đã chín và nó có những cái cặn này này. Thì bây giờ mình sẽ mang cái này đi rửa, sau đó là sẽ ninh trong nồi áp suất cho nhanh. Và sau khi mà mình đã rửa xong xương gà, mình sẽ cho vào đây 2 thìa bột canh. Mình rất thích dùng bột canh các bạn ạ. Đó. Và mình sẽ để ninh trong nồi áp suất trong vòng khoảng 30 phút thôi. Bởi vì là xương gà thì sẽ dễ ra chất ngọt và sẽ dễ mềm hơn là xương heo, nên là mình chỉ cần đúng 30 phút là xong. Còn nếu mà các bạn ninh xương heo thì các bạn sẽ phải ninh khoảng 1 tiếng hay 1 tiếng bằng nồi áp suất. Và mình cứ để này cho đến khi nó sôi ngục thôi. Và trong lúc đó thì mình vẫn đang chờ tôm chín. Bạn hãy xem này, con tôm của chúng ta đang dần dần chuyển sang màu đỏ. Và tôm hùm này này, tí nữa mình luộc xong mình sẽ đập vỏ ra, và khi mà ăn ấy thì sẽ gỡ ăn cùng với nước lẩu, chứ không phải là con tôm sống để ăn lẩu. Bởi vì khi mà ăn lẩu thì các bạn hay nghĩ rằng là đồ sống không để nhúng đúng không? Nhưng mà với tôm này thì mình sẽ ăn chín, còn lẩu ấy thì mình chỉ là lẩu nấm thôi. Đấy là cái cách ăn mới của mình. Và bây giờ mình sẽ chờ đến khi mà xương gà thật là mềm. Hẹn gặp lại các bạn sau một lát nữa nhé. Và tôm đã chín rồi, và tôm đã chín rồi. Các bạn thấy không? Ui, hơi nóng.
Đây, và bây giờ mình sẽ tắt bếp đi. Chú tôm này mình sẽ để cho nguội, sau đó mình sẽ đập vỡ cái vỏ để tí nữa ăn cho dễ. Hi hi. Ui, ngon quá. Đã. Và bây giờ nước gà có vẻ đã được rồi, mình sẽ xả hơi nồi áp suất ra. Khi mà các bạn có cái nồi áp suất ở trong nhà ấy, mọi thứ nấu đều rất là dễ dàng, bởi vì có rất là nhiều món phải hầm, phải ninh. Nhưng mà với nồi áp suất ấy thì chỉ cần tạch phát là xong. Khi bạn sử dụng nước hầm bằng cốt gà ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là nước khá là trong, nó sẽ trong hơn là các bạn sử dụng xương heo. Và cái vị của nước gà ấy thì nó có cái đặc trưng là nó hơi chua chua một tí, cái hậu nó hơi chua, đấy là cái đặc trưng của thịt gà, do thịt gà nó tính axit của nó khá là cao, nên là với mình hay ăn kiêng bằng thịt gà ấy, nên là mình cũng hay bị axit dạ dày, nên là mình phải ăn thêm nhiều thứ khác để bù lại. Nhưng mà vì đặc điểm là cái nước nó hơi chua như vậy nên rất là hợp để làm lẩu. Tiếp theo thì mình sẽ hòa cái nước luộc tôm vào đây, ít thôi, không cần quá nhiều. Và để làm cái nồi nước này thì mình sẽ cho vào đây táo đỏ, kỳ tử và nấm hương, nấm hương tươi á. Sau đó là mình sẽ đun cái nước này lên một tí cho nó có vị. Và để nêm cho nước lẩu này đậm đà hơn thì mình sẽ sử dụng nước mắm. Đấy, bởi vì người Việt phải có nước mắm. Và mình hay nói đùa với bạn bè mình rằng ấy, là món gì chỉ cần cho thêm một chút nước mắm ấy thì nó cũng giống món Việt Nam. Và mình cũng cảm thấy như thế thật. Các bạn ơi, và bây giờ sau khoảng 15 phút đun thì các bạn thấy nước có cái màu nấm và màu kỳ tử ra này, mùi nó rất là thơm. Và như vậy là được rồi, mình đã có một nồi nước lẩu rất là trong. Hôm nay thì mình không ăn lẩu chua cay, bởi vì lẩu chua cay ăn nhiều thì nó không tốt cho dạ dày lắm, nên là hôm nay mình muốn ăn một cái lẩu gì nó thật là thanh, nhưng mà nguyên liệu thì rất là xịn. Và tiếp đến mình có một món nữa mà mình muốn làm để ăn kèm nữa, đó chính là món sò huyết. Sò huyết này thì mình sẽ làm cái sốt sò huyết theo công thức mình mới học được. Đầu tiên thì mình sẽ cho một chút dầu ô liu vào đây. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ cho hành tím và phi. Và các bạn, cái mục đích của cái đoạn này thì đó chính là để cho hành tỏi nó ra được cái tinh dầu của nó. Tại vì thực ra hành tỏi mùi rất là thơm, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng được dầu nóng để chiết xuất ra cái tinh dầu của nó, mùi vị của nó tăng lên rất là nhiều lần so với các bạn chỉ sử dụng hành tỏi sống. Và ở đây thì mình sử dụng dầu ô liu. Để dầu ô liu này mà khi mà các bạn trộn sống thì ăn rất là ngon. Và khi mà các bạn sử dụng với cái lượng nhiều này thì chắc chắn là nó ngon hơn dầu ăn. Đấy, và khi mình thấy bắt đầu sôi sôi rồi thì mình cho thêm tỏi vào. Và mình sẽ chia sơ một lúc cho nó bốc mùi thơm lên như này. Và các bạn đừng có làm cho nó kỹ quá nhé. Kỹ quá thì nó lại thành tỏi phi mất. Sau đó các bạn tắt đi này. Và ở đây thì mình sẽ cho một chút hành lá vào. Lúc mà dầu còn nóng, sau khi đã tắt bếp, đảo lên. Sau đó mình cho một chút mùi, rau mùi hay còn gọi là ngò dí. Đảo lên. Cái này các bạn nhớ tắt bếp rồi mới đảo nhé, không được chín hết cả rau. Và tiếp đến thì mình sẽ sử dụng tiêu xanh. Tiêu xanh thì mình sẽ tước nó ra khỏi cái nhân như này. Và các bạn sẽ dùng tay bóp toàn bộ chỗ tiêu xanh này vào. Cái này cũng rất là dễ thôi. Tiêu xanh các bạn mua ngoài chợ, đúng là phải tiêu xanh. Sau đó các bạn chỉ cần bóp nhẹ 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 này thì nó sẽ rơi ra khỏi cái cành của nó. Vậy là xong. Xong chưa nhở? Chưa xong đâu. Vậy sau đó thì các bạn sẽ phải xay nhuyễn toàn bộ tất cả những cái này chung vào với nhau. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái cối xay tỏi nổi tiếng của mình. Các bạn sẽ không cần phải sử dụng đến máy xay vì nguyên liệu chúng ta khá là mềm. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng muối hột. Ở đây thì mình lấy hơi nhiều, mình chỉ cho một nửa vào đây thôi, tương đương cả một thìa cà phê. Và mình sẽ đậy nắp cái này lại và mình sẽ sử dụng cái này để xay. Nếu mà các bạn có máy xay thì có thể sử dụng máy xay, nhưng mà với mình như vậy là đủ. Và đây chính là sốt mà mình sẽ sử dụng để ăn với sò huyết sống. Và các bạn ơi, bây giờ thì mình đang hoàn thành nốt cái mâm lẩu của mình. Hôm nay ngồi đây ăn lẩu mắc bang thì mình sẽ hơi màu mè một tí các bạn ạ. Bình thường mọi người hay thấy ông Nô làm đồ ăn kiểu không bao giờ trang trí đúng không? Nên là hôm nay mình sẽ trang trí mâm lẩu của mình cho sành điệu hơn, để chụp được một cái hình thumbnail cho các bạn nhìn thấy là ok, mình cũng có một mâm cơm nhìn đẹp đẽ và ra gì. Hôm nay mình sẽ trang trí theo concept là hoa đồng tiền. Bởi vì là mùa dịch, ở nhà nhiều, mình biết là rất nhiều bạn đang lo lắng về thu nhập. Nên là mình sẽ để hoa đồng tiền để là như một lời chúc của mình dành cho các bạn, để các bạn có thể có thu nhập tốt hơn sau mùa dịch này. Và bên cạnh đó là rất là nhiều hoa tùng để nhìn cho nó sang trọng. Và bữa lẩu của mình hôm nay mình đã set up xong rồi. Và trước khi ăn lẩu thì mình sẽ giới thiệu sơ qua các món ăn của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì có một mình đi nấu ăn thôi, bởi vì trên tinh thần là ở nhà, và khi nào mà có bạn bè thì mình mời rất ít bạn bè qua thôi. Và hôm nay thì cứ ăn trước một mình đã. Còn tất cả, dĩ nhiên các bạn biết là mình sẽ không ăn hết ở chỗ này đâu,
phần còn lại thì mình sẽ để ngày hôm sau nấu mì hay gì đó. Bởi vì mình có rất là nhiều chuyện tâm sự với các bạn trong mùa dịch này. Và mình cũng rất là nhớ bạn bè của mình nữa, bởi vì đã lâu lắm rồi chúng mình không tụ tập được. Một phần vì thời gian bận rộn, một phần bởi vì mùa dịch, cũng một phần bởi vì cuộc sống có quá nhiều thứ xảy ra nên mỗi người sẽ bận rộn theo một hướng khác nhau. Nên thật sự là bây giờ mình cũng ở nhà khá là lâu và cũng nhớ mọi người rất là nhiều. Thôi, khi chúng ta có tâm sự gì thì chúng ta cứ ăn, bởi vì là cái dạ dày mà được lấp đầy ấy, thì mọi chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Hôm nay thì mình có tôm tích này. Tôm tích này rất là mắc nhá, bởi vì bình thường mình ít ăn tôm lắm. Các bạn đều biết là mình dị ứng. Trước bữa này thì mình đã uống một viên thuốc dị ứng rồi. Nhưng mà tôm tích hôm nay mình ăn loại xịn luôn. Loại này là có 5 hay 6 con trên 1 cân ấy. Các bạn nhìn nó to kinh khủng không này. Đó, to lắm luôn ấy. Tôm tích to như này ấy, rất là hiếm. Và mình mua được cái tôm tích này, người ta chở đến nhà mình ấy, người ta phải sục oxy nữa. Nên là con tôm này cực kỳ giá trị luôn. Một con tôm hùm Alaska. Bởi vì mình rất là ít ăn tôm hùm Alaska nên là hôm nay cũng ăn tôm hùm Alaska luôn. Hai món tôm trong một ngày để dành cho một anh chàng quá thèm hải sản mà lâu lắm chưa được ăn. Ở trước mặt này thì mình ăn với rau tần ô này, nấm đùi gà, nấm kim châm và rất nhiều loại nấm khác mình không nhớ tên. Mì gói này, mình rất thích mì gói. Ở đây thì là ngô, cà rốt. Ở bên này thì là thịt bò. Thịt bò ba chỉ mình đặt đúng cái loại nấu lẩu luôn, là cái loại mà người ta bào ra bằng máy sau đó cuộn tròn lại, rất là đẹp. Ở phía này thì có sò huyết sống, mình đã tách vỏ và mình đã làm sốt sò huyết ở đây. Và bây giờ thì để bắt đầu thì mình sẽ để sốt sò huyết lên trên nhá. Đây các bạn thấy không? Đấy, để ăn như này. Và trong lúc chờ nước lẩu sôi thì mình sẽ ăn một vài chú sò huyết trước. Chắc là có mình ăn thôi, không cần phải làm màu quá. Phải đổ lên trên làm gì? Cứ cho vào bát rồi ăn. Các bạn không biết ở tình hình dạo này các bạn ở nhà như thế nào. Mình ở nhà đến hôm nay nói thật với các bạn chắc khá là lâu rồi. Đời bình thường công việc của mình cũng là công việc mà ở nhà nhiều. Mình cũng freelance mà, mình đâu có nhờ ra ngoài nhiều đâu. Nên là ban đầu khi mà dịch đến ấy thì mình cũng rất là ở nhà, ít đi ra lắm. Và mình cũng nghĩ rằng cái sự việc này cũng không ảnh hưởng gì đến nhiều đến cuộc sống của mình. Bởi vì bản thân ở nhà đã nhiều rồi, bây giờ ở nhà nhiều thêm một chút, xong lại còn có một chút năng khiếu nấu ăn nữa thì có gì xảy ra đâu. Nhưng mà thật sự là ở nhà đến khoảng hơn 2 tuần ấy thì thấy cuộc sống nó quá là thay đổi luôn. Bình thường mình cũng hay nấu ăn, nhưng một tuần ấy thì mình chỉ nấu khoảng 4-5 bữa là nhiều. Nhưng mà bây giờ ấy thì một tuần 7 ngày mình phải nấu ăn tận 7 × 2 14 bữa, cả bữa trưa, cả bữa tối, bữa sáng. Thì mình ăn uống gọn nhẹ, mình uống whey và xay ướp gà. Và dĩ nhiên hôm nay tâm sự với nhau như thế này thì phải uống bia. Chứ còn tâm sự với nhau không mà lại không uống bia thì hơi kỳ. Và hôm nay để tài trợ cho bữa ăn ngày hôm nay, đây chính là bia Heineken 0.0. Đây là một loại bia mới, bia không cồn. Và bia này rất là đặc biệt bởi vì mang tiếng là bia nhưng lại không có cồn. Và vị của nó thì đảm bảo vẫn như bia bình thường. Nhưng mà có một điểm đặc biệt nữa là các bạn có thể sử dụng bia này bất kỳ lúc nào. Khi các bạn đang ăn mắc bang, khi các bạn đang ăn lẩu, khi các bạn đang nhậu nhẹt với bạn bè, khi các bạn tập thể thao và thậm chí là trước khi lái xe, các bạn đều có thể sử dụng bia Heineken 0.0 này. Wow, tuyệt vời. Ăn một miếng sò huyết với một ngụm bia cũng là cuộc đời không còn gì hơn nữa. Và bây giờ các bạn đều biết rằng là trận chống dịch của Việt Nam chúng ta đang bước sang giai đoạn mới. Và nhà nước đang yêu cầu trong 2 tuần tới này là 2 tuần trọng điểm, nên là các bạn nên ở nhà nhiều nhất có thể. Nên là hôm nay dù nói thật với các bạn là mình thèm hải sản và thèm ăn nhà hàng lắm ấy, nhưng mà mình vẫn phải ở nhà ăn uống như này. Đó. Và hôm nay thì mình sẽ ăn con tôm mắc tiền này của mình. Đó. Các bạn sẽ bảo là mình phải giết con tôm này trước, nhưng mà thật sự là con tôm tích ấy nó hơi khác con tôm hùm các thứ một tí. Bởi vì là nó không có tim rõ ràng nên là mình sẽ phải bỏ nó vào luôn, chứ sẽ không thể kiếm được cái tim của nó để giết nó trước. Nên là hôm nay mình sẽ ăn con tôm tích này trước này. Tiếp theo là mình sẽ ăn đến chú tôm hùm này. Wow. Đấy, tôm hùm mình làm rất kỹ các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không? Mình đã tách hết thịt ra, sau đó thì mình sẽ bỏ vào nồi một lần nữa, chờ đến khi nước sôi là ăn được. Trong lúc đó thì chúng ta cứ tiếp tục ăn sò huyết. Cái sò huyết hôm nay mình mua khá là tươi. Dĩ nhiên mình biết có size lớn hơn nhưng mà size này cũng khá là đủ rồi. Các bạn ăn cái này với cả cái sốt tiêu xanh này này. Cái sốt tiêu xanh nó làm cho cái sò huyết nó trở nên bớt tanh và ăn vị nó rất là đậm.
Và đặc biệt là các bạn nhớ là nên sử dụng muối hột, bởi vì khi các bạn cho muối hột vào ấy thì vị nó sẽ đậm hơn rất là nhiều. Có vẻ một miếng sau huyết, một ngụm bia. Các bạn biết đặc biệt nhất ở bia Heineken 0.0 này là gì không? Là các bạn có thể sử dụng bia này ở working lunch. Bởi vì mình biết có rất là nhiều bạn đi làm nhưng mà muốn nhậu nhậu buổi trưa một tí. Nếu mà buổi trưa mà chúng ta uống bia và bị xỉn ấy thì không hay một chút nào. Nên sử dụng bia không cồn là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời khi mà các bạn phải ăn trưa với đồng nghiệp và phải ăn ở văn phòng. Là vừa làm việc vừa ăn ấy, có một chút bia với bọt nhiều và vị tê tê ở trên đầu lưỡi còn gì tuyệt vời hơn. Và có một bí quyết dành cho các bạn, đó chính là khi uống bia ấy, thì các bạn nên ướp lạnh bia thay vì là các bạn uống với đá. Bởi vì mình rất là ghét khi mà uống bia với đá ấy, bởi vì khi cho bia vào đá nó tan ra ấy, thì nó bị loãng đi rất là nhiều. Ô, nước sôi này. Mình quên mất, đáng ra mình phải bỏ một chút cà rốt và một chút lõi ngô cho nước nó ngọt hơn. Tuy nhiên là tôm thì có vẻ là ăn được rồi đấy các bạn ơi. Ui các bạn ơi, tôm đã chín rồi. Ui chà chà. Các bạn thấy con tôm tích này nó rất là đặc biệt không? Bởi vì rất ít khi mình ăn con tôm tích size lớn như này. Khi mà con tôm tích size lớn này nhìn nó giống như một con alien, con ngoài hành tinh ấy các bạn. Nhìn này, hai cái càng của nó này. Và để ăn con tôm tích này thì đầu tiên chúng ta phải sử dụng kéo, không là rất sẽ khó gỡ thịt. Bởi vì mình đã ăn tôm tích rất là nhiều lần. Tuy nhiên là con tôm tích mà bé quá, mỗi khi gỡ thịt ra cực kỳ khó. Bởi vì là cái thịt nó dính vào cái mai của nó quá chặt. Nên là nếu mà các bạn ăn con tôm tích ở size lớn như này này và tươi như này là một trải nghiệm cực kỳ khác luôn. Wow. Và khi các bạn ăn ấy, các bạn sẽ cắt ở hai cái sườn của nó để cho nó rời khỏi cái vỏ. Mình không phải là một người giỏi bóc tôm, nên là mỗi khi ăn ấy, ai mà bóc cho mình ấy là mình yêu luôn. Kiểu đi ăn lẩu, đi ăn tôm mà không phải bóc, mà có người phục vụ thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không? Đó. Wow, con này thật là nhiều cạnh sắc. Ăn các bạn phải chú ý nhá. Đây các bạn thấy không? Cái thớ thịt của con tôm tích to như này này. Mình sẽ chấm cùng với cả cái sốt tiêu xanh mà mình vừa làm luôn. Cái thịt nó dày ấy, nên là ăn nó khác hẳn so với những con tôm tích nhỏ nhỏ bình thường. Tuyệt vời. Đâu ơi, hôm nay ở nhà một mình làm nguyên một nồi lẩu, ăn này sướng chết đi được. Và ở nhà ấy, thì các bạn dạo này làm gì? Rất là nhiều bạn ở trên Instagram đã hỏi mình và nhờ mình tư vấn cho các bộ phim Netflix ấy. Bởi vì là những bộ phim Netflix bây giờ chính là cứu cánh cho các bạn ở trong thời gian này, đúng không? Bởi vì là chúng ta không được đi cinema, nên là những cái gì mà xem online ở nhà thì rất là tuyệt vời. Và thời gian vừa rồi thì mình sẽ cập nhật một số bộ phim mà mình vừa xem cho các bạn. Đầu tiên đó chính là Crash Landing on You, Hạ cánh nơi anh. Bộ phim rất là mùi mẫn, tình cảm này. Nhưng mà xem cũng được, xem chung úy Ri với cả chị Seri, mùi mẫn yêu nhau mình cũng mê. Rồi đến phim thứ hai mình xem đó chính là Itaewon Class. Phim này thì đoạn đầu rất là hay, mình thấy cực kỳ hay luôn. Nhưng mà càng về sau phim càng đuối các bạn ạ. Nói về kinh doanh rồi mọi thứ nó dễ dàng quá, nên là ai mà là người làm kinh doanh ấy xem ấy thì sẽ thấy rằng là những cái chuyện đấy thật là phi lý. Bỗng dưng có một bà tiên cho anh này mấy chục tỷ won để kinh doanh, kỳ cục quá đúng không? Một bộ phim tiếp theo mà mình xem mình rất là thích, đó chính là phim một tập tên là Platform. Phim này thì hay được so sánh với cả Parasite, bởi vì cái độ dark, có nghĩa là độ đen tối của phim ấy, được phải được so sánh ngang với Parasite. Phim này thì của Tây Ban Nha. Bây giờ các bạn nào xem ấy thì chưa quen xem phim mà không phải tiếng Anh ấy thì sẽ thấy hơi lạ một tí. Còn phim nữa mình xem trong thời gian gần đây đó chính là phim Elite. Phim này cũng là một bộ phim series của Tây Ban Nha luôn. Nhưng mà phim này nói về một cái trường nhà giàu và rất là nhiều các chuyện drama, nó giống như là Gossip Girl nhưng mà lại có cả án mạng nữa, như là How to Get Away with Murder. Nó là dưa lai giữa Gossip Girl và How to Get Away with Murder. Các bạn cũng nên xem phim này, đặc biệt là các bạn trẻ thích những cái chuyện drama gossip. Thật sự là lần đầu tiên mình ăn con tôm tích to như này là mình khuyên là các bạn cực kỳ nên ăn, quá đặc biệt. Thịt nó dày. Ngày bình thường ấy, ăn tôm tích ấy, mình thấy nhỏ, mình nghĩ là không ngon, bởi vì là gỡ thịt quá khó, nhưng ăn con dày này lên là khác hẳn luôn. Tiếp theo là con tôm hùm của mình. Thử xem tôm tích với tôm hùm con nào ngon hơn ta.
Mình là mình thích tôm tích rồi đó. Tôm hùm thì lâu lâu mình ăn tôm hùm Alaska. Mình thường là hay ăn tôm hùm bông. Cái cục này như này thì chắc là sẽ nóng lắm đây các bạn ơi. Đấy, mình sẽ cắt ra. Wow. Các bạn thấy không, khi mà con tôm nó lớn ấy, cái phần bụng của con tôm bao giờ cũng là cái phần ngon nhất. Con này còn có gạch này. Và cái phần bụng đấy nó giống như là cái cơ bụng của mình ấy. Mình hay ví con tôm giống như là một anh chàng tập gym mà có 6 múi. Bởi vì là cái phần bụng đấy nó có chắc ấy, thì nó cũng giống như bụng người mà có 6 múi. Nên con nào mà càng khỏe, càng to thì cái bụng nó càng giòn, càng ngon. Và bây giờ thì mình sẽ cho thêm rau vào trong lẩu. Luộc tôm xong rồi, cho nấm, cho rau vào cho nó ngọt. Hôm nay mua rất là nhiều loại nấm. Bởi vì đây là cái công thức lẩu nấm hải sản. Nên là bạn nào mà muốn làm lại món này ở nhà ấy, thì mình nghĩ là sẽ rất là ấn tượng đấy. Bởi vì nó sẽ không chua cay như những cái lẩu hải sản mà chúng ta thường ăn của Thái và của Việt Nam. Mà nó sẽ rất là nhẹ, vị nó nhẹ. Nhưng mà vị nhẹ này ấy, thì nó tôn lên cái vị ngọt của hải sản khá là nhiều. Và bây giờ tiếp tục mình sẽ ăn cái miếng tôm hùm này. Các bạn nhìn này. Đấy, thì miếng tôm hùm mình cắt ra là như vậy này. Nếu mà bình thường, nếu mà có khách ấy, thì mình sẽ cắt đẹp hơn. Nhưng mà tự mình ăn ấy, thì mình sẽ cắt như này thôi. Và chấm vào sốt tiêu xanh. Nó giòn luôn. Nó giòn mà nó dai. Bạn nào mà thấy ăn tôm ấy, bình thường chê tôm không đủ giòn ấy, các bạn đi ăn con này khác hẳn luôn. Bình thường ấy, người ta hay nấu lẩu tôm hoặc lẩu tôm hùm bông và tôm lá Alaska để người ta hay làm bánh mì. Mình thì mình lại chơi ngược lại. Mình nấu bánh mì bằng tôm hùm bông, nhưng bạn nấu lẩu bằng tôm Alaska. Đó, bạn thử xem ngon lắm. Của chúng tôm à. Và các bạn biết không, bia Heineken 0.0 này, và có một điểm đặc biệt nữa ấy. Nếu mà các bạn đọc vào thành phần dinh dưỡng ở đấy thì cái calo nó cực kỳ ít. Mình chỉ thấy là khoảng 21 calo trên 100ml. Đây là một lượng calo khá là thấp. Nên các bạn uống bia này cũng không sợ béo. Bởi vì thông thường khi mà bia làm từ lúa mạch ấy, cái lượng calo nó rất là dồi dào. Mà người ta nghĩ rằng là uống calo thì béo hay bị to bụng. Nhưng mà với cái lượng calo thấp này thì mình hoàn toàn có thể uống được. Và một cái mùi vị của nó các bạn yên tâm đi, hoàn toàn như những gì các bạn kỳ vọng về bia Heineken. Giống hệt luôn. Mình sẽ ăn, tiếp tục ăn tôm trong khi chờ nấm chín. Mình nghĩ rằng là hôm nay với cái số lượng đồ như này, chắc chắn là mình không ăn hết được rồi. Nên là mình sẽ để dành giúp cái tôm tích này. Mình sẽ nấu mì tôm ăn. Nước lẩu để mình sẽ để dành lại đến trưa mai để mình ăn trưa tiếp. Ở nhà, uống gì cả thế. Nấu ăn toàn muốn nấu một lần và ăn 2-3 bữa. Thật sự là khi mà con tôm nó lớn này, thịt nó ngọt cực. Rồi mình sẽ để bớt tôm sang đây. Rồi mình bắt đầu ăn nấm. Nấm có vẻ chín này. Và cái bí quyết của mình khi ăn lẩu nấm ấy, đó chính là mình trụng tôm, trụng thịt, trụng nấm. Và cái nước ấy, mình sẽ ăn cuối cùng. Bởi vì nước của mình đã dùng ninh gà này, luộc tôm này. Tuy nhiên là các bạn đừng đánh giá thấp nấm nhé. Nấm cũng là một nguồn đạm cực kỳ nhiều. Và khi mà các bạn trụng nấm đủ nhiều ấy, thì cái nước nó sẽ trở nên rất là ngọt. Và khi mà cái nước đủ ngọt ấy, các bạn sẽ dành cho đoạn cuối đấy để ăn với các loại mì, miến, bún, phở. Và chính cái nước ngọt đấy nó sẽ tôn lên thêm những cái loại sợi. Thật sự là nấm kết hợp với cả hải sản tuyệt vời. Có một món nữa mình rất thích khi ăn lẩu, đó chính là đậu hũ non. Bởi vì khi cho đậu hũ non vào ấy, nó nóng và nó ngấm nước lẩu. Nên mình cực kỳ thích luôn. Cho một chút đậu hũ vào đây. Hồi bé mình không biết ăn nấm đâu. Nhưng mà càng lớn ấy, thì mình càng thấy nấm thật sự ngon. Vì thứ nhất, nó không bị làm cho mình phụ thuộc chỉ vào đạm động vật. Bởi vì đạm động vật ấy, ăn nhiều chúng ta sẽ bị lệ thuộc quá vào nó. Và thêm nữa là những cái sản phẩm chăn nuôi thì chúng ta ăn với một số lượng vừa phải thôi. Và nấm là một cái nguồn đạm có thể thay thế được rất là tốt. Người ăn chay cũng rất hay ăn nấm. Dù gì thì gì chứ, con người hảo thịt như mình vẫn rất phải có thịt. Và thịt bò khi mà các bạn trụng ở trong lẩu ấy, mình chỉ cho các bạn bí quyết này. Các bạn trụng nhé, các bạn đếm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Cho bò nó hết đỏ, chỉ 5 lần nước sôi thôi rồi ăn.
chứ các bạn đừng để bò mà ngâm sôi sùng sục sùng sục sùng xong ăn. Thứ nhất là thịt bò sẽ dai, thứ hai là cái thịt ấy, nó sẽ bị bã bởi vì bao nhiêu cái độ ngon của thịt nó đã ra nước hết mất rồi. Nên là các bạn hãy nhớ cái bí quyết của mình. Tuyệt vời. Trời ơi, nếu mà con người nghiện thịt, ăn bao nhiêu hải sản sau ăn một miếng thịt vào vẫn thấy ấm người. Rất nhiều bạn nói rằng ấy là Dino phải chăm làm mukbang hơn, nhưng mà thật sự nói thật với các bạn là mình cảm thấy là mình làm mukbang không giỏi, bởi vì mỗi lần mình ăn ấy mình mải nói quá nên là mình vừa nói mình vừa ăn. Nên là các bạn sẽ bảo là tại sao mà không tập trung ăn là ăn và nói là nói. Nhưng mỗi lần mà mình thấy mình đang ăn như này, không nói gì hết á. Mình không biết là các bạn có xem không, mà hôm nay cứ thử xem. Đúng là dân nhậu chỉ có đúng trở lên, là khi mà chúng ta ăn cái gì nhiều đạm, nhiều thịt, lẩu như này này, cần phải có bia thì nó mới cân bằng lại vị. Và khi mà nó cân bằng lại vị ấy, thì nó mới sảng khoái, mới dễ trụng lên thịt. Các bạn nhớ bí quyết của Dino chưa? Chắc là lấy 2 miếng rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chưa? 5 chưa? 5. Đó. Mình sẽ lấy cả miếng đậu hũ của mình đâu. Đây đậu hũ nè. Wow. Mình cảm giác nước của mình càng ngày càng trở nên béo hơn, bởi vì cái đồ nhúng của mình cho vào ngày càng nhiều. Tuyệt vời. Đấy. Vẫn là cuồng thịt các bạn ạ. Ăn gần hết 2 con tôm nhưng mà thấy thịt vào vẫn mê hơn. Mình cảm thấy là đã ướt. Mình cần phải trụng mì à. Và các bạn lưu ý khi trụng mì ấy, đừng bao giờ trụng cho mì nó mềm hẳn trong nồi, bởi lát nữa chúng ta sẽ còn múc nước vào nữa, còn tận dụng cái sức nóng đấy nữa. Hay chúng ta trụng vừa vừa thôi, có lẽ mì được rồi này. Đó. Yeah. Hôm nay ăn trưa hoành tráng nhá, và cho thêm một chút rau tần ô nữa. Ăn lẩu mà không có rau tần ô thì không thể gọi là lẩu được. Ê, nước đã ngon rồi các bạn ơi, nước bây giờ đảm bảo siêu ngọt, siêu chất, đúng chất xôi thịt của mình luôn. Các bạn nhìn này, nước đã chuyển màu rồi. Đó, bởi vì mình đã cho bao nhiêu tôm và cho thịt vào đây. Yeah, và bây giờ đến đoạn ăn mì rồi các bạn ơi. Bao giờ ấy, ăn lẩu xong ấy, đoạn cuối cùng ấy là cũng phải ăn mì. Vì mình hay gọi đoạn này là đổ bê tông. Thực ra nói thật với các bạn nhé, là mình lâu lắm rồi mình mới ăn mì luôn. Bởi vì các bạn biết là mình tập và dạo này thì cũng khá giảm khá là mỡ. À, trong mùa dịch này thì cũng nhiều bạn hỏi mình ấy là mình đi tập như thế nào trong khi mà tất cả mọi nơi đều hạn chế ra ngoài, và đến thời điểm này thì thậm chí là phòng gym các kiểu thì còn bị khuyên là đóng cửa, nên là mình hầu như là không có chỗ tập ở phòng gym, không có chỗ tập tạ. Nhưng mà mình có một cái bí quyết để thay thế cho các bạn, đó chính là mình tập tại nhà. Tập tại nhà, nếu mà bạn nào mà chưa có nhiều dụng cụ ở nhà ấy, mình thì ở nhà mình có dây kháng lực này, mình có tạ đơn này, nên là mình tập bằng tạ và dây kháng lực. Nhưng mà bạn nào không có thì mình cũng khuyên các bạn nên gọi là sit up và push up, có nghĩa là gập bụng và chống đẩy. Đấy là hai cái cơ bản nhất, kể cả khi mà mình đi du lịch nước ngoài hay mình đi công tác ấy, mình không có phòng gym mà bận quá thì mình cũng cố gắng chống đẩy và gập bụng, thì hai cái đó sẽ giúp chúng ta duy trì được cái cơ thể cũng như là duy trì được cái tần suất vận động mà nó không bị quá tệ. Và đặc biệt ấy, người ta thường nói rằng 60% là ăn, còn 40% là tập, nên là hạn chế ăn nhiều tinh bột. Tuy nhiên cũng đừng bao giờ bỏ hết tinh bột, vì tinh bột cũng rất là quan trọng trong quá trình phát triển cơ bắp, cũng nên là ăn một lượng vừa phải và có dinh dưỡng cân bằng là điều đúng nhất. Được rồi. Cái nước ngọt kinh khủng luôn các bạn. Mình không hề cho một thìa bột ngọt nào hay thìa đường nào, nhưng mà đến nước bây giờ mình cảm giác ngọt ngọt dã man luôn. Bao nhiêu tôm rồi thịt rồi nó vào trong cái nước này hết. Và ăn xong cái này thì mình chắc mình no luôn ấy. Trời ơi, tại sao một người nấu ăn nhiều như tôi nhưng mà thực ra lại ăn rất là kém ấy. Bạn nào mà hay theo dõi Dinology thì đều biết rằng mình thích ăn những cái gì nó thành tấm, thành món, kiểu như là cho mình một bát hoặc cho mình một bữa cơm, mình ngồi mình ăn từ đầu đến cuối. Nhưng mà vừa ăn vừa nói, xong rồi lại vừa ăn vừa nấu, xong rồi lại còn
ăn lẩu như này ấy, đúng là không phải là thế mạnh của mình. Nhưng mà dù sao, rất là cảm ơn các bạn hôm nay đã ngồi cùng mình vừa ăn vừa tâm sự như này. Bởi vì ở nhà nhiều thì buồn lắm các bạn ạ. Vậy là hôm nay mình đã hoàn thành bữa bát bang lâu lâu, ngồi tâm sự với các bạn để cho các bạn cập nhật tình hình mình ở nhà chống dịch như thế nào, ăn uống như thế nào, tập luyện ra sao và xem cái gì. Và hy vọng rằng mọi người ở nhà thì cũng chống dịch như mình nhé, vẫn ăn uống đầy đủ. Thực sự là ăn uống đầy đủ rất là quan trọng, các bạn phải có một cái dinh dưỡng cân bằng. Đừng bao giờ nghĩ rằng là dịch sắp tới nên chúng ta phải tích đồ, mà ở nhà chỉ có ăn mì gói, chỉ có ăn tất cả những cái đồ đóng hộp ấy thì không tốt cho sức khỏe của chúng ta một chút nào. Vẫn nên ăn uống đa dạng, có vitamin, có chất xơ, có rau, có đầy đủ mọi thứ. Bởi vì khi chúng ta có đầy đủ chất trong người thì lúc đó hệ miễn dịch của chúng ta mới hoạt động một cách tốt nhất được. Chứ không có một cái gì gọi là thức ăn nâng cao đề kháng mà toàn diện cả. Bởi vì mình không tin vào một cái superfood gọi là siêu thực phẩm như thế. Cái gì cũng phải ăn và ăn một cách cân bằng. Và đó chính là lời khuyên đến từ các chuyên gia dinh dưỡng. Còn bây giờ thì mình xin phép dọn bớt cái bữa lẩu này, cái bữa lẩu hoành tráng mà mình không thể ăn một mình được. Mình thì sẽ cất tôm tích này, luộc lên, sau đó cất vào tủ lạnh để nấu mì. Tôm hùm mình sẽ cũng gỡ nốt thịt ra để mai nấu súp. Rau thì dĩ nhiên nấu mì rồi, thịt bò mình cũng để nấu mì luôn. Và mình sẽ có thêm một ngày nữa về chỗ đồ ăn này. Hôm nay bày ra như thế này để cho hoành tráng và tâm sự với các bạn thôi. Chúc các bạn ở nhà chống dịch thành công. Và hãy luôn nhớ rằng có Heineken 0.0 dành cho bạn nào vẫn muốn uống bia nhưng lại không muốn uống đồ uống có cồn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nếu mọi người thích ý, thì hãy like và subscribe. Và nhớ theo dõi mình ở trên Instagram DinovoX. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mình sẽ trở lại vào thứ tư và chủ nhật mỗi tuần. Tạm biệt.